Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay trong cái lịch trực nhà mẫu của Thi thì Thi sẽ thực hiện một cái thao tác hướng dẫn mọi người đăng video trên YouTube mà Thi đã nghiên cứu ra, và cũng có một vài phương án mình đánh giá số điểm của video mình tải lên YouTube. Đây là lần đầu tiên Thi thực hiện những video hướng dẫn này, thì nếu mà có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nhé. Thì để đăng được video thì trước tiên chúng ta sẽ vào kênh của mình để mình đăng nhập, và ngay trên biểu tượng này thì mình cũng có thể là tải video lên, nhưng mà Thi nghĩ rằng là để mà nó tính bao quát cao hơn thì mình nên kích vào quản lý video. Thì kích vào quản lý video thì nó sẽ ra bên cái biểu tượng như vậy. Đó. Này màn hơi chậm nên là chạy lâu tí. Đó. Nhưng mà mình chạy vào thì mình thực hiện tải video lên ở đây. Tải lên. Và chọn đường dẫn để tải video. Thì hiện tại thì đã lưu chuẩn bị trên desktop rồi, bài lên YouTube hôm nay. Video để tải lên. Đó, thì trong cái nội dung khi đăng lên thì nó sẽ hiện bảng như vậy. Thì chúng ta nên đặt tên cho video của chúng ta. Phần mô tả thì chúng ta có thể là tự viết, hoặc là ví dụ như Thi là có những cái phần mô tả tương tự thì chúng ta sẽ vào đây code cho nó nhanh. Đó, và mọi người lưu ý là trong phần mô tả này thì nó nên có những cái hashtag để tăng lượt xem, cũng như là có được những đường dẫn liên kết YouTube hoặc là Facebook. Đó, thì cái phần này Thi đã chuẩn bị cho những video trước rồi. Đây sẽ code lại. Rồi mình dán vào đây. Rồi tiếp theo là sẽ chọn về cái thường thường thì ở cái hình ảnh thu nhỏ này thì là sẽ có sẵn ở video người ta chọn rồi, nhưng mà tôi nghĩ là mọi người nên chọn vào những cái điểm như thế này, chúng ta sẽ chọn nó tốt hơn đó, vì cái điểm này sẽ được đánh giá về sau. Là mình có thể chọn một cái biểu tượng. Đây là những hình ảnh thì chuẩn bị rồi nha. Là mọi người muốn có một cái hình ảnh của riêng mình thì có thể thiết kế. Thì thông thường thì Thi hay vào Camtasia này để mà thiết kế. Cái thiết kế cũng khá đơn giản thôi. Nhưng mà giờ thực hiện thì thao tác nó khá là dài. Thế nên là không biết là mọi người có đủ kiên nhẫn không. Thì mình hay vào chọn những mẫu như thế này để rồi mình thiết kế cho nó tiện. Thì ở đây mình chọn mẫu, xong mình thêm vào thôi. Đó, thì ví dụ như vậy thì mình sẽ chọn phần tải lên. Ta sẽ có những cái hình ảnh về dự án. Như Thi thì hay làm về dự án, mình có hình ảnh về dự án thôi. Bỏ vào. Đây. Ta sẽ thay đổi. Ở đây thì nó có tới lui, mọi người chú ý nha. Cái này. Thì mình cái này mình chỉnh đơn giản nha mọi người, trên màu có sẵn nó đẹp hơn. Mình kéo cái này ra đây bao quát. Ok, đó, thì đó là cách tạo hình đơn giản nha. Đó, thì không biết là mọi người thì mỗi người một ý tưởng, thế nên mình tạo nhanh nha. Mình xuất ra này, tải xuống. Ở đây mình tải dạng hình ảnh thôi. Cái này mình chọn trang, tại mình tải nhiều quá thì phải sử dụng cái phí phiên bản Pro, còn mình tải một thì thôi, chọn xong cái này lưu bên kia, thì mình quay trở lại cho chi tiết video bên này chứ, bên này mình đang thì mình chọn đổi, thay đổi, và mình tải ngay cái video mình đang vừa tải xuống. Ô, nó chạy đâu rồi, để mình xem lại nha. Xong tải này. Ok, để giờ mới tải xuống, lúc nãy thao tác nhanh quá bị lướt rồi. Và đây chọn điều chỉnh, chọn thay đổi,
ra phiên bản mới ngay vào ta sẽ có hình rồi. Tiếp theo là mình sẽ chọn cho danh sách, thì tùy mỗi người sẽ tạo danh sách, thì đây là bài hát về dự án, mình sẽ chọn những cái danh sách thì có sẵn rồi. Ok, hiện lên rồi nha mọi người. Thì dưới này khi xuất bản mọi người nên chọn cái hoặc là không có nội dung dành cho trẻ em để ở chế độ public tốt hơn. Rồi, hiển thị thêm. Chưa gì tới phần kiểm tra, do mình đây là phần nhạc chế mà sử dụng nhạc của đã được đăng ký bản quyền nên là bị khó qua được quyền kiểm tra. Lát nữa mình sẽ kiểm tra lại là có ảnh hưởng đến kênh của mình hay không. Mấy cái này thì bạn nên để nó như thế này. Còn quan trọng tiếp theo là mình nên cách làm thẻ. Thì thẻ thì mình hay chọn một phần trên này là về dự án rồi về căn hộ, nhưng mà lát nữa ở đây thì mình thường sẽ làm như vậy để mà đây là thao tác ai muốn mình muốn đánh cái gì thì mình đánh ở đây nha mọi người. Đây là thao tác mình để vậy. Ok, tiếp theo thì về chọn ngôn ngữ thì mình chọn tiếng Việt, nội dung cái phần này do thì cài đặt nhiều rồi. Còn vị trí thì mình chọn về selling quy nhân, đây là dùng lấy thương kiện, đây là đúng chỗ ký việc ghi mà của công ty mình làm, hay chọn cái này. Ok, cho phép nhúng. Việc cho phép nhúng này thì YouTube sẽ tăng cường đẩy lên ở nhiều nơi, nhưng mà đôi khi nó sẽ gây khó chịu cho người dùng nên là tùy các bạn muốn nhúng hay không. Đấy, tiếp theo cái phần này thì mọi người chú ý là do cái thi cách thi mà để thi sẽ đáp lại. Mọi người chú ý nếu mà tìm hiểu thêm. Ok, chỗ này quan trọng này. Nhập video thì thông thường tôi sẽ chọn những hai mục thôi. Một là thành phần, đây khi mà chọn thành phần đăng ký đây, đây. Ở đây thường thường nó sẽ có hai mục này, một cái video, một cái đã đăng ký. Nó thì video là video thi thực hiện nên thì chọn đường dẫn này quen, sẽ giúp người xem nó giới thiệu video tiếp theo sau khi video đã kết thúc. Còn phần này là phần giới thiệu trong quá trình những giây cuối cùng sẽ tư vấn cho người sử dụng những cái video mang tính chất tương tự mà chủ kênh muốn hướng dẫn. Đó, bài toán đầu tư nha chị này. Đó, mình hiện lên đây nha. Thời những phút cuối. Nha. Rồi ok, xong, mình thực hiện xong. Vào, thì chúng ta xem chi tiết cái phần bản quyền đây. Chúng ta đã không ảnh hưởng gì đến kênh. Bạn nhắc là điều kiện, tuy nhiên mọi người muốn không bị đánh bản quyền trong quá trình kiếm tiền á, thì có thể thay đổi nha. Cái này kích vào đây thì nó sẽ cho ra những giải pháp đó, thì mình có thể cắt đi, mình có thể thay thế bạn nhắc tắt tiếng nhạc đó, hay là kháng nghị từ các mọi người. Trong bản nhạc thì chắc chắn mình kháng nghị là mình chết rồi, còn mình vốn là nhạc chế nên mình sử dụng nên mình để nguyên, mình tiếp tục đăng này. Mình sẽ qua chế độ, thì bên đây thường thì chọn chế độ riêng tư, không công khai. Công khai nhưng mình đã đăng lên này để giới thiệu sản phẩm, nhiều người xem thì mình phải chọn chế độ công khai, hay các bạn chưa muốn đăng bây giờ thì có thể chọn lên lịch và chọn này. Đây là đường link của chia sẻ video lên các kênh trường xuất bản. Đó thì các bạn nên chia sẻ trong liên hệ lên các cái mạng xã hội để tăng lượt view lên nha, cũng như là truy cập trang. Ok, xong. Thì mọi chuyện đến đây thì cũng chẳng có gì mới. Tuy nhiên là Thi muốn giới thiệu với mọi người một phần mềm tự đánh giá nha. Trên này. Thì Thi chỉ cài nó được trên Chrome thôi. Đó, thì dựa vào phần mềm là cài đặt trên Chrome. Và nó được cài đặt trong thanh công cụ. Nó có tên là như thế này nha. Khó đọc quá. Vision. Cho YouTube. Đó, thì khi mà mình có thể kênh này, mình vào kênh nội dung cũng như của Thi nha. Video chúng ta mới lên sẽ được hiện vào trong này. Đây, vẫn chưa có lượt xem, đang bị khiếu nại về bản quyền. Đây, hình ảnh này, thì mình kích vào. Thì mình sẽ thấy ở đây có phần đánh giá về điểm của nội dung. Đó, điểm của nội dung mình sell là như thế nào, giá trị như thế nào. Đây là các tham số mình sẽ điều chỉnh để mà mang lại kết quả tốt nhất. Thì cái phần mình đánh vào đây thì đã được đánh giá điểm rồi này. Dưới đây thì người ta cũng đề xuất thêm mấy cái từ khóa quan trọng khác. Đó, để tăng cái lượng điểm lên. Đơn giản khi mình làm theo hướng dẫn này.
thì điểm của mình sẽ tăng lên này. Đấy, thay vì lúc nãy 18 thì bây giờ mình đã có 29 nha. Đó, rồi ok. Để mà nó tăng điểm hơn nữa thì thi qua một cái phần bên này mình code các cái từ khóa thì như vậy. Để mình thực hiện trên này, mình mở trên này để mọi người thấy luôn cái từ khóa nó quan trọng hơn. Đây, một video mà được có từ khóa khá tốt, một video này. Phần đánh giá từ khóa khá tốt này. Khi mà đánh giá ở đây thì cái điểm ở đây nó sẽ được lên thành 70. Mình cốt phần này. Mình bỏ qua đây để xem từ nào không hợp nha. Rồi mình sẽ tiến hành kiểm tra. Ví dụ như những cái từ này nó không hợp, nó cũng không mang lại giá trị nhiều thì mình bắt đầu xóa, xóa bớt đi. Nhưng mà nó là những dự án về dịch selling mình đỡ phải đánh lại. Ok, ca sĩ Tô My Quy Nhơn selling. Thì ngay cả trong những cái tiêu đề chúng ta, khi mình ta cốt dán được tiêu đề thì vẫn có thể tăng được lên nhiều nữa. Nói trong quá trình mình làm thì mình lưu lại, mình sẽ thực hiện những cái kiểm tra thường xuyên, những cái request để xem thử là mình từ khóa của mình đã đánh đủ chưa và video của mình đã được chấm điểm như thế nào. Đây, quá trình mình sửa đổi điểm là tăng lên nha mọi người. Bây giờ việc tiếp theo là mình cần phải nâng cái điểm. Để mà những cái từ hát tác này nó có điểm nha mọi người, mình cần phải suy nghĩ, cần phải đánh nhiều về đấy, thì mình cần phải tìm những cái từ khóa quan trọng như bên này này. Làm sao mà khi nó hiện đẹp như bên này á thì số điểm của mình sẽ tăng lên. Đấy, thì mình sẽ tăng lên ở đây nha. Từ này không được này, ca sĩ. Chưa tìm được từ khóa nên là mọi người khi để ý cái này thì mình sẽ tìm từ khóa quan trọng nha. Và mình xem xét thường xuyên, mình kiên nhẫn mình xem thử. Vẫn chưa được, rất là khó. Này vẫn không ra. Đó, may mắn là tìm được một tab này. Khi mà bạn có được một tab như vậy á thì là điểm của mình lại tăng lên nha. Đấy, tăng lên quá điểm. Đó thì mọi người cố gắng để mà tìm tab để mà tăng cái lượng view của mình lên. Đó, thì sau khi mà mình đã có được cái video này, mình đã kích vào video xem để mà xem thử các bạn chấm điểm như thế nào. Đó, trên những nền nhạc này, mọi người khi tự nhạc và xem thử bên này nhé. Đây là phần đánh giá về video, mình cần chú ý đến một số tiêu chí để nó đạt tốt. Số 1 điểm nha mọi người, điểm sale khá tốt nha, 5/5. Đó, về tiêu đề, về thể, chưa chia sẻ Facebook.
hình ảnh siêu nhỏ chứ còn cao. Đây là chính vì sao mọi người phải về việc tối ưu hóa này. Lúc nãy tôi nói rồi mọi người kiểm tra đó. Đây là người đang kêu nói hoành tráng đó. Thì đây là những thao tác cơ bản mà tôi muốn giới thiệu tất cả mọi người. Hy vọng là video này sẽ giúp ích tất cả mọi người trong việc có thể mình tăng được lượt view, lượt xem của mình trên YouTube nhé. Thì muốn chia sẻ thêm một cái điều nữa nè, mình cần phải ghim lại để thì refresh lại nó hiện bản đó. Chắc đến tối ưu hóa trong này là chưa có một cái viên hay là văn bản này. Đây nha mọi người, trong cái bản checklist này thì nó yêu cầu bình luận và trả lời các mục bình luận. Mọi người cố gắng đăng video ở chế độ HD này nhé, để cho lượt xem sẽ cao hơn nhiều. Đây, một bình luận được ghi mà trả lời các bạn thích đó thì nó cũng sẽ tăng cái phần đánh giá điểm tối ưu hóa video cho mình nhé. Đây, okay, mọi người nhớ ghi này, đây phần ghi của mình này, phần comment của những người xem video này. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người nha. Hầu anh, mình chia sẻ với mọi người ở phần mềm này mà chứ cái này thì mình chỉ cần kích lên thôi nè. Mình đã VLP đánh cái tên của mình. Để xin thử nha. Này. Fit. Này. Đó, thì mình tính thế này. Mình tải về thôi mọi người. Download này, download miễn phí mà có hướng dẫn hết. Mình cài sao cho nó hay trong này và mình sẽ đánh giá. Cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng rằng video của Thi sẽ giúp ích cho tất cả mọi người trong việc mình tối ưu hóa video khi đăng lên YouTube nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Và mọi người xem video hãy nhớ là like, share và cho mình một comment nhé.